Tới chừng đốt thôi một coi nó non gì trơn nè. Quéo càng gì cái bắt đầu nó làm cơm mẻ sẵn, cái bắt đầu chấm vô quất. Mà ăn cái đó đó tôi nói chưa có tội nghe cô bác. Lần đó đó tôi gặp cái ông này đó, ông ở sau nhà tôi mà ông sắp sửa ông mần con dê. Con dê nha, chứ không phải con dơi nha, con dê. Mà ông cứ lấy cây ông theo ông đập nó hoài á, đập ịt 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 mà nó kêu e e e. Cứ đập hoài. Lúc đó tôi mới quay qua đó tôi thấy thắc mắc quá mà mình không có biết. Tôi mới hỏi chứ anh hai ơi, bây giờ anh làm gì mà con dê nó có làm gì tội đâu mà anh đập nó hoài, nó không làm gì tội chứ. Mà tôi sửa sạn mần thịt nó. Tôi nói ủa tại sao anh mần thịt nó mà anh không đâm họng nó hay là anh làm cái gì cho nó chết đó. Một cái một cho nó ngọt. Mà anh cứ đập nó bịch 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 hoài á, nó nói tại chú không biết. Mần con dê đó là phải lấy cây đang đập cho nó sưng thịt lên. Nó mới có thịt. Đặng làm nó mới có lời chú bảy. Cái đó là những người đó mà người ta chuyên nghiệp là người ta làm kiểu đó đó cô bác anh chị em mình. Phải đập cho nó sưng thịt, đặng mần nó mới có lời. Và thịt nó mới đỏ và nó ngon. Rồi gùa là cái con vật hiền lành. Cô bác mình thấy gùa cũng vậy nữa. Nó đem vô cái bắt đầu lấy muối để cái bắt đầu để con gùa vô. Lấy cái nắp đậy lại, lấy cái thớt đổ, đổ lên. Lúc đó rồi nó bò cô bác. Bò đã đợi hơi một rồi bắt đầu nằm quéo ngang. Con gùa là con vật hiền lành đó. Mà cô bác chúng ta ăn một cái như vậy đó, thấy đau lòng xót dạ biết bao nhiêu không? Bởi con gà nó than nó hồi đó đó. Cha mẹ tôi sinh ra mười mấy anh em. Bữa nọ đó anh em tôi mới có bằng cùm giò à. Gia đình nghèo quá. Cho nên lúc đó rồi bắt mẹ tôi đem đi bán. Tới cái đám giỗ bắt ông cha tôi. Bữa nọ tới cái đám giỗ nữa đó, anh em của tụi tôi bị bắt đem ra chéo cánh hết trơn. Tôi sợ quá, bữa đó tôi giọt. Giọt tôi trốn ở ngoài ở góc chuối á, ba bữa sau tôi không dám vô nhà. Nó mà bị bắt hụt rồi đó, tôi bảo đảm cô bác anh chị em mình ba bữa không dám vô nhà. Nó ở ngoài gốc tre ở ngoài ngoài á. Nó sợ, nó nhát tới cỡ đó đó cô bác anh chị em mình. Thấy không? Con rùa là con vật hiền lành cũng vậy. Ăn cái đó chưa ác bằng ăn khỉ. Khỉ mà nó vô rồi quý cô bác anh chị em mình, nó lấy có cái bàn á là nó khoét lỗ nhỏ trên gì nè. Rồi con khỉ đó mới để vô á, nó lấy cái da mà đồ quá nó nặng cái đầu con khỉ lên. Rồi lúc đó con khỉ nó đau quá, nó chốc 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 nó la lia lịa hết trơn á. Thì ở trên đây nó ló cái ốc của nó lên chút xíu, nó lấy cái dao thiệt bén nó giác một cái nha, dòm thấy một cái máu me nha. Nó ăn ốc khỉ. Mà ốc khỉ đâu phải đập cho nó chết rồi ăn đâu. Giác ngang rồi đó, nó còn sống nhăn gì đó, là ở trên này đó lấy cái trái chanh nặng vô. Cô bác mình thấy đó, mình mà bị thương gì gác da mà lấy chanh với lấy muối sát vô mình chịu nổi không? Còn cái này nặng ở trên cái đầu nó luôn cô bác, ăn sống gì đó. Nặng chanh vô đây, rồi mới lấy cái muỗng á, múc nó mỗi lần múc ra nó nghe nó đau đớn một cái vừa gì không cô bác. Múc cái đó rồi đó mới chấm vô muối tiêu ăn, rồi múc một cái rồi mới chấm vô muối tiêu ăn, múc một cái chấm vô muối tiêu ăn. Mỗi một lần múc như vậy nó đau đớn mà nó la lối không biết bao nhiêu, múc một hồi tới chừng nó chịu không nổi nó chết. Đem vô đặng mà xào dứt. Vậy bây giờ cô bác anh chị em mình thấy đó, ngày xưa nội mà ông giả tràng đó, ông nghe được cái, ông có cái hột ngọc rắn mà ông nghe được cái tiếng của muôn loài dạng vật nói chuyện cùng với nhau. Cho nên hôm nọ ông qua nhà ông Trần Cảnh, mà ông Trần Cảnh ông thương ông giả tràng lắm cô bác. Cho nên hãy thấy ông giả tràng ông qua rồi đó là bắt đầu sửa sạn. Khách tới nhà ông gà thì dịch. Nhà ông sao đó có nuôi đó nguyên một bầy ngỗng. Con ngỗng trống với con ngỗng mái với nguyên bầy ngỗng con. Ông nói bữa nay đó tới đây không có cái gì để bà đãi cho bạn mình là giả tràng hết trơn á. Thôi để mình mần một trong hai con ngỗng đang mà đãi bạn. Mới vừa xù xiện vậy là nó nghe rồi quý cô bác anh chị em mình. Con đố cô bác anh chị em mình đó muôn loài dạng vật nó biết nghe không? Nghe. Mình nuôi con chó đó mà mình kêu ki ki mà nó tới. Con mèo có lợi không? Không.
mà mình kêu meo 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 là con mèo nó lợi chứ con chó đi luôn. Còn mình nuôi gà với vịt đó mà mình kêu kía kía là vịt nó lợi mà gà đi luôn. Còn mình kêu nó túc 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 là gà nó lợi mà vịt bỏ đi. Phải không mấy cô bác? Phải không? Vậy thì bây giờ đó, mặc dù nó không nói cái tiếng được nhưng mà nó vẫn nghe. Sau khi nghe xong rồi bắt đầu ở đêm đó đó, ông Trần Cảnh đó, ông để hột ngọc gắn, ông ngậm vô trong miệng. Ở ông giả tràng, ông mới coi coi đó là con hai con ngỗng này nó xử sự như thế nào. Ông mới gình, đêm đó đó, con ngỗng mà trống nó nói với con ngỗng mái là con ngỗng đực đó. Nó nói với con ngỗng cái, nó nói em à, sáng này đó là chủ nhà sẽ mần một trong hai đứa mình để mà đãi khách. Mà hồi nào giờ con nó mến mẹ nhiều. Thôi sáng này đó, em dắt bầy con, đặng em đi ăn đi. Anh ở nhà, đặng mà anh chết thế chứ. Dù sao đi nữa đó, con nó cũng mến mẹ hơn cha. Ta nói cái câu đó, đời không chi vui bằng còn mẹ, không gì buồn bằng mất mẹ. Mất mẹ là mất đi một nửa ý nghĩa của cuộc đời. Mù có cha thì ăn cơm với cá, còn mù có mẹ lót lá mà nằm. Vậy tảng sáng đó, sáng sớm đó, em coi em dắt bầy con của mình đặng đi lánh nạn đi. Anh ở nhà anh hy sinh, đặng anh chết thế giùm cho. Lúc đó đó, con ngỗng cái nó mới nói không có được anh à. Em bây giờ thì bầy con nó còn nhỏ quá, bổn phận em làm sao mà em nuôi nổi nguyên một bầy con. Thôi tảng sáng đó anh dắt bầy con đi đi. Để em ở nhà em hy sinh mà hai con nào nó cũng giành chết chứ. Tới chừng sáng cô bác, ông Trần Cảnh ông đi ra, đặng ông sửa sạn, ông lại chuồng, đặng mà ông quơ một trong hai con, ông chụp cần cổ, đặng mà ông vô, đặng mà ông mần thịt. Cái con nhỏng đực á, thì nó cũng kêu cà kẹt mà nó lấy cái đít nó cứ ve con ngỗng máy, nó sang qua anh kia, đặng nó đưa cái đầu qua vậy nè. Còn con ngỗng cái cũng vậy luôn, nó kêu cà kẹt mà nó cứ xô con nhỏng đực ra, đặng mà nó đưa cái đầu nó hy sinh nó chết. Bầy con thì lao hao. Lúc đó đó ông giả tràng ông mới bước ra. Ông nghe cái tiếng riêng thang của nó thấy đau khổ quá, ông mới nói thôi. Chỉ con bữa ăn mà làm cho cha xa con, vợ xa chồng, bậu bạn chia lìa, anh em phân cách. Thôi bữa nay có gì ăn nấy đi Trần Cảnh ơi. Bỗng nghe cái tiếng ở dưới sông rào tép hôn. Thì lúc đó đó ông giả tràng ông mới nói thôi, tôi là hàng ngày tôi thích ăn tép dữ lắm, cho nên thôi thả bầy ngỗng này, thả cặp ngỗng này ra đi, đừng có ăn con nào hết, mua tép cho tôi ăn. Nghe tiếng nói đó rồi là ông Trần Cảnh đó là ông bỏ ông đi vô rồi ông mua tép cho nó ăn, quý cô bác, cho mà ông giả tràng ăn. Sau khi ăn xong rồi nhớ cái nghĩa ân đó mà sau này đó người ta nói đó, con ngỗng không bao giờ nó ăn con tép là nhớ cái ơn cứu mạng ngày xưa. Cho nên con ngỗng đó, con nào tới lớn rồi đó, cái cần cổ nó cũng có lằn trắng giặt ngang đây là nó để tang cho bầy tép ngày xưa đã cứu nó. Và nguyện suốt đời, cái dòng giống của nhà họ ngỗng không có bao giờ ăn tép. Cứu vật thì vật, vật trả ơn. Còn đôi khi cứu nhân là nhân trả quán á. Phải không? Vậy thì bây giờ đó, con người đó là có cái ơn trọng cùng với nhau. Vậy bây giờ ngày nay cô bác anh chị em mình hổm gài đó lên đây đó ăn chay, cô bác anh chị em mình thấy có sót ruột hay hoặc giả là có cái gì cản trở không quý cô bác? Có không? Hổm gài ăn ngon phải không? Vậy bây giờ cô bác anh chị em mình mà muốn ăn ngon nữa, tôi bảo đảm cô bác anh chị em mình đó về á, mình cũng á hàng ngày tập thể dục và để cho nó hơi đói chút xíu là mình ăn ngon hả? Ví dụ như bây giờ đó ở nhà đó, hồi nào giờ mình có đầy đủ của cải vật chất tài sản để trong nhà, trong tủ lạnh. Hãy mới vừa đói là cô bác anh chị em mình ăn vô, mới đói ăn vô rồi. Còn bữa nay đó sở dĩ buổi chiều mà cô bác anh chị em mình ăn ngon là biết sao không? Mấy cái quán xa đó, mấy cái chỗ ấy không có bán cái gì chứ. Cho nên nó đi rồi về đây giác trưa đó, không còn cái gì mà cũng quất hết trơn cái nồi cơm trưa của người ta. Về đây ghé quán cũng ăn hết nè mà còn quất thêm mì nữa phải không?
rồi đi luôn cả buổi chiều, không có chỗ nào bán buôn, không có bánh xèo, không có gì hết trơn, rồi về mà không quất luôn hết trơn cái nồi cơm của người ta nữa sao được. Rồi nói hồi bữa nay công nhận ăn cơm ngon thiệt mà không ngon sao được quý cô bác. Đi tối ngày không có cái gì lót dạ trong bụng hết trơn mà ăn không ngon sao được. Giờ này nó để cho nó quá đói rồi, về đây ăn cay còn ngon nữa đừng nói ăn chay. Mà đoàn của mình đi chuyến này nó không phải nói tôi bán đường khe ngọt với hậu cần đó, giúp cho cô bác anh chị em mình ăn đó. Người nào ăn món ăn cũng vừa miệng hết trơn phải không? Một bữa gì đó là lớp đồ luộc nè, lớp thì rau sống nè, rồi lớp thì thịt heo chai kho nè, rồi lớp thì chiên giòn nè, rồi lớp thì dưa mắm nè. Nó đủ món ăn để cho cô bác anh chị em mình dùng hết. Chứ ngày xưa đó ăn chay đó, tôi nói thiệt luôn, đi đám giỗ đó mà chỗ nào đó là đậu xào với bí hầm dừa là dữ rồi đó. Cái đám nó ngon rồi đó, mà bây giờ tới rồi một cái nha, thôi 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 quý cô bác, cái bàn đó nó bày ra la liệt hết trơn luôn. Đặc biệt là chỗ đó. Vậy thì bây giờ đó các chú các anh, chuyến đi này đó mình thấy đó nó không có cái gì đó để cản trở hết. Về đó các chú các anh mình thấy đó, hồi nào tới giờ đó gần 6-70 năm nay rồi, mình đã ăn muôn loài dạng vật nó quá nhiều rồi cô bác anh chị em mình. Thôi bây giờ đó bước đường đời chứ tiếp mãi phiêu lưu, mà nơi cửa đạo phải dừng chân diễn xứ. Từ ngày đi núi về rồi đó, mình hồi đó mình đứng gì, bây giờ đó đằng sau quay. Quay lại liền. Hồi đó đó mình ăn ngon ác, phải không? Bây giờ mình ăn ngon lành. Ban đêm đó mà mình cắt cổ lột da mình ăn nó tật. Bữa nay thằng này nấu nồi cháo ăn ngon ác thiệt, phải không? Còn hồi tối cô bác anh chị em mình tới chừng nghe giảng xong rồi quất cái nồi cháo núm gom nó thời bữa nay ăn ngon lành thiệt. Cũng đồng thời ngon mà cái ngon ác, còn cái nó ngon lành. Cũng đồng thời cái làm mà cái làm ác, cái làm lành, phải không quý cô bác? Cho nên nó chuyển, nó đổi trở lại liền. Ngày xưa chưa tu ta đi đánh bài đờn ca, đêm ngày thì chơi bi da, đến tối lại ngu ì, không nhớ lời mẹ cha, nên cuộc đời ta hư hỏng, thêm mắt dòng thương đau, bây giờ ta phải tính sao. Ở bữa nay cái bài nãy đâu rồi ta? Này tôi cũng không nhớ nó nằm đâu nữa. Hồi tức cảnh rồi hát cho bà con mình nghe vậy. Vậy thì bây giờ ngày nay đó, khi mình đã phát tâm giác ngộ lo tu rồi là mình dừng nghiệp cô bác anh chị em mình. Cái người tu là dừng nghiệp. Hồi đó tảng sáng thì đi uống cà phê, trưa mê cờ tướng banh gia, chiều lăn la quán nhậu, tối cô cậu trong quán bia ôm, đêm hôm đi trộm gà cấp dịch. Bây giờ sáng cúng lại, trưa làm lành, chiều niệm Phật, tối xem kinh. Trao tâm luyện tánh cho mình, chuyên lo niệm Phật sửa mình cho trơn. Hồi đó cái tuổi trẻ mình mê gà, bây giờ tuổi già xem qua mê kiển. Phải không? Hồi đó tuổi trẻ mình còn háo thắng là mình chơi gà. Bây giờ chơi nó tội lỗi lắm. Bây giờ tuổi già đem qua mình chuyển đổi qua mê kiển. Sớm lo sửa kiển trồng quê thơm tho gia trụ mới danh đệ. Danh đệ tổ tông. Mà lời thánh nhân nói nè, hoa thơm ông bướm lân la, người hiền là trai gái trẻ già giảng lai. Hay là hoa thơm ai chẳng nâng niu, người hiền ai chẳng mến yêu. Bao giờ? Phải không? Vậy thì bây giờ đó, tu hành như đó hoa tươi. Ác gian tợ thể lá rơi bên lề, hoa tươi đẹp người mê kẻ hái, còn lá rơi ai đâu lại ngó ngàng. Cạn lời khuyên kẻ thế gian, hoa tươi nên chọn chớ màng, chớ màng lá rơi. Vậy thì bây giờ đó mình màng chi trong cái cuộc đời này. Loài bông hoa đó mà nó hương, nó thơm đó, nó gan sắc rồi đó. Ở trong Nho giáo đó để lại hai câu: nữ vô minh kính, bất tri diện thượng tinh thô, nam vô lương hữu, bất tri hành bộ khi du. Nghĩa là cái người nữ không có tấm kiến, không biết mình xấu hay đẹp, mình dơ hay sạch, mặt mình thẹo hay là nguyên. Người nữ không có bạn lành, không biết mình tiến hay lùi. Thấy không?
Cho nên người ta nói ăn cơm có canh, còn tu hành là có bạn. Hồi nãy tôi nói đó. Vậy đi, bây giờ nhờ đi núi này mà cô bác chúng ta mới được quen bạn bốn phương. Rồi người ta nói câu nè: bốn phương trời ta về đây chung vui, không phân chia giọng nói tiền cười. Có phân chia không? Câu này hay phải không? Bốn phương trời ta về đây chung vui, không phân chia giọng nói tiếng cười. Cùng nắm tay ta cùng đồng lòng đi núi và trao cho nhau những lời thiết tha. Thấy không? Bây giờ tôi nói với các chú các anh mình ở Vĩnh Viễn, ở Vĩnh Biệt nè. Chuyến này tôi nói không phải bán đường khen ngọt, chứ tôi rất là khen mấy chú mình. Mặc dù ở Vĩnh Viễn là ở vùng xa xứ đạo đó, mà ngày xưa ở trên đây mà nói đưa lính xuống ở dưới mà Trương Thiện Vị Thanh với mà đi xuống Vĩnh Viễn là kể như là ở nhà làm mộ bia sẵn đi, sửa sạn Vĩnh Biệt đó. Cho nên tất cả các chú các anh mình á, vô trong nhà ai cũng có cái bằng liệt sĩ trơn quý cô bác. Hy sinh xương máu để điểm tô cho gian sang gấm dốc. Ngày nay đất nước đã thanh bình rồi, tất cả các anh mình lo cho đời rồi, bây giờ đã quay về cửa đạo. Ở trong tôi hồi đó có cô Bảy Hợi, phải không Tư? Hồi đó đó bà làm giao liên. Tới cái ngày mà đất nước thanh bình, quê hương đâu đó ngon lành đó, bà quay về cửa đạo, bà tu một cái xiết ra luôn. Tu thời gian sau rồi đó, tới lúc bà mất rồi đó, anh em đồng đạo tới hộ niệm đưa bà không biết là bao nhiêu. Hồi đó ở ngoài đời bà là bà mẹ Việt Nam anh hùng đó, được là quân chương kháng chiến hạng nhì hạng ba đó. Tới chừng bước vào cửa đạo rồi bà phát tâm, bà giác ngộ lo tu thời gian rồi đó. Ta bây giờ tu niệm tầm thường mà sao danh thể xạ hương khắp chốn. Cho nên hổm rài tôi thấy đó, mấy chú mấy anh mình đó đi lên đây đó, chứ mình á cũng quân tử lắm đó. Hỏi sao ạ? Tôi á sau khi mà nói chuyện xong rồi tôi cũng rình rình buổi sáng với buổi chiều. Tôi coi mấy anh mình đi lên đây đó hổm rài ở Hồ Quảng có pha cải lương trong không? Nhưng mà tôi thấy đó rất là đặc biệt. Đoàn của mình đi rất là gặt luôn cô bác anh chị em mình. Đoàn của người ta lên đó đa số là cải lương pha Hồ Quảng. Ở trong đoàn của mình đó nghe, nấu cơm ăn buổi chiều rồi đó, tới chừng tối cây trốn ra ngoài Phật lớn ngoài á, đặng cô bác mình biết ăn cái gì không? Gà quay, thịt nướng, hai ba bữa nay thành ra ăn vô nó kêu nghe mà tôi bảo đảm cái đoàn của mình đi đó phải nói là chiến đấu, không bao giờ có những cái thành phần đó. Tới chừng đi qua chùa Vạn Linh đó, tôi để ý thử coi có ông nào ghé vô mua khô với mua gì không mà liếc liếc không. Bữa nay lên núi rồi tu. Ngày rằm có một khách ăn chay, xót ruột nên chi phải thở dài. Gần đến đêm khuya chờ Phật ngủ, bốc khô tay nướng miệng vừa nhai. Phật ở trên cao, Phật mỉm cười, gần con sao thiệt tệ hơn người. Ráng ăn một tháng dài ba bữa, đường lối tu hành chớ dễ ngươi. Nhưng mà ông nhìn lên nói than rằng xót ruột lắm Phật ơi, nhịn cá mấy hôm khổ lắm rồi. Con ngỡ ban đêm là Phật ngủ, bốc ăn một miếng mới vừa thối. Câu sau cùng này nghe hay nè mấy chú mấy anh. Chuyện lỡ lầm xin Phật xót thương, từ nay con chẳng dám xem thường. Cuối sinh Đức Phật dùm tha thứ, có đối từ gài nguyện bốc tương. Hồi đó bốc khô mà bây giờ bốc tương. Thấy không? Bữa nay đó tôi nghe nói ở dưới đất liền của mình đó là mưa chỗ nào cũng mưa gần tối ngày nay. Mà ngày nay cô bác anh chị em mình thấy đoàn đi không? Phải thôi là nhờ cái sự gia hộ của Phật Thầy.
ăn chay niệm Phật làm lành, cúng lại tu đâu đó ngon lành quá, cho nên đi tối ngày nay không có một miếng nắng mà không có mưa nữa. Cho nên đoàn của mình đi phải nói là đặc biệt, tu động lòng trời đó, mới được mưa hòa gió thuận vậy đó cô bác anh chị em mình, phải không? Tôi mới nhớ tới cái câu còn trời còn nước còn mưa. Cái câu này là của cái ông uống rượu nha. Còn trời còn nước còn mưa, còn cô bán rượu là say xưa anh còn. Ý ông nói hễ mà còn cái người bán rượu là ông còn uống rượu đó. Tôi mới thêm vô, tôi nói từ ngày đi núi đi non, phát tâm bỏ rượu cho vợ con thương tình. Hết say mới hạnh phúc gia đình, còn xỉn mất nết hư mình anh ơi. Từ rài bỏ thói ăn chơi, tôi đi tìm lại cuộc đời con trai. Giả từ nghề hiệp sĩ sai, hôm nay tôi bỏ rượu là ngài đáng yêu. Vậy thì bây giờ á, đoàn của mình chuyến này đó mà mấy chú mấy anh mình đó ha, từ bấy lâu nay mình uống rượu quá nhiều rồi. Chuyến này đó mình làm tờ mình ly dĩ nó luôn, chia tay nó luôn. Trong ly rượu ta ngửi còn men nóng, ngửi nó còn men nóng, uống nó vào làm xáo động cả tâm can. Rượu sôi lên làm mất trí minh quang và có thể đưa ta vào đàn tội lỗi. Mà nó không có lợi cô bác. Có khi nào bạn bè mà đang uống rượu nhau đó, mà bà vợ bà lợi bà kêu về đăng ký giấy, đang làm bàn khoáng hay làm đất cát gì đó, mà bạn bè nó nói thôi lâu lâu á, bà vợ mới nhờ mày lợi lần địa chính, nó mới lợi nó làm giấy đất cát thôi, bạn bè mình gặp nhau không có hoài hả? Thôi bà vợ bà kêu thôi mình về, để có bao giờ nó khuyên nó nói vậy không cô bác? Không bao giờ có. Đang uống rượu đây mà bà vợ mới vừa tới kêu nó một cái rồi đang uống rượu má mày tới kìa. Phải không cô bác? Trời ơi, nó nói sốc kiểu đó đó quý cô bác. Cũng ông hai lùng nữa, ông nói kỳ đó đó, hồi lúc ông chưa tu đó, ông còn uống rượu. Có một bữa đó đó, ông lợi, ông nói có một câu nói không hà, mà vợ chồng của ta đánh lộn tanh bành hết trơn. Nhất ngôn như khả dĩ hưng bang, mà nhất khôn như khả dĩ tán bang. Một lời nói mà làm cho tan nhà nát cửa người ta, cho nên chữ gằn lưỡi bén hơn dao. Chỉ một lời nói mà đoạn bao nghĩa tình. Ông nói bữa đó lợi nhà của mà thằng bạn, vợ con nó mặn gà vịt đâu đó cho mình nhậu đã đời rồi, tới chừng mặn con thứ hai nữa. Lúc đó đó biết sao không, bà vợ bà thấy đó mồi đâu đó có nhiều quá, bà mới chặt cái đùi á, đặng bà để lại dành bữa sau đặng mẹ con ăn. Mà cô bác anh chị em mình đó, tôi nói không phải nói chứ, mấy cái ông mà uống rượu đó, ông láo ăn với vợ con dữ lắm luôn. Ổng mà ổng đi ra ruộng mà ổng bắt được con cóc con nhái gì rồi đó về ổng giấu trong bù lúa chỗ á. Đặng chi gà đặng nữa ổng kiếm mấy bạn nhậu lại không hà. Không có cho gớ đâu cô bác anh chị em mình. Đó, thành ra đó thưa quý cô bác, thưa cô quý chú quý bác anh chị em mình. Cho nên lúc đó đó, bà vợ bà thấy vậy á, bà chặt cái giò cái đùi á để bên một đặng đem vô cất mời mẹ con ăn. Tới chừng đem ra ông xỉn rồi mà ông còn nói công nhận ha, con gà này nó có con giò một mà nó sống nổi hay ha. Bị chặt nó hết giò rồi. Trời ơi, ông bạn ông hầm lên, ông nói mày mần gà mà mày đem ra đây mày nói gì, nó nói trên đầu tao mày thấy không? Trước khi đi mà còn quăng hết trái lựu đạn trở lại nữa. Tao nói vợ chồng tao đánh lộn nhau cô bác anh chị em mình là do một lời nói như vậy thôi. Phải không? Mà nó nói má đó là còn đỡ à. Đang ngồi uống rượu nhau mà vợ lợi gọi nó kìa bà nội mày bà tích kiếm kìa. Nói câu nói đó là bà vợ bà rung thịt hết trơn luôn. Nó đẩy thêm câu nữa. Vợ mày chứ phải vợ tao mà đang nhậu gì đó hay là thấy cái cảnh rồi. Nó nói câu nói đó là tiêu rồi phải không? Khóc rồi. Chứ phải nó nói như cái ông sợ vợ nghe có lý. Cô bác mình biết đó, có cái ông này ông sợ vợ dữ lắm luôn.
Mà hôm bữa nọ đó ông đi lợi đó, ông nổ ông ra quay. Ông sợ vợ, cái ông đi lợi đằng kia đó, thấy cái ông kia ông đang ngồi sắp củi mà ông nhà bị bà vợ bả nhằn. Hỏi nguyên nhân nào mà tao thấy mày đang sắp củi, mày đang mặn gì mà bà vợ mày bả nhằn hoài hả? Nó hồi nãy kìa, bả kêu tao sắp củi hồi có lúc mà trời chưa mưa á, mà tao không có chịu, mà bây giờ đợi mưa rồi đó, nó không chịu sắp mà ông kêu tao sắp có mình một hả? Cái ông này ông nổ nha. Ông nói trời ơi, đã có cái sắp củi không à, mà bà vợ bà cũng nạnh mày kiểu đó nữa. Vợ mày chứ phải gặp vợ tao đó ha. Sao không biết trời xui đất khiến, sao vợ ổng đang đi tới đứng sau lưng á. Bà vợ bà quay ba và bà hỏi gặp vợ tao là sao. Ổng quay qua ổng nói ủa mình hả mình, chứ phải gặp vợ tao hồi nãy đó, trời chưa chuyển mưa là tao sắp vô rồi, có đâu bị gậy. Làm kiểu này chắc ăn. Bữa đó đó mấy cái hội sợ vợ của mấy ông gom lại được 7 người rồi. Cái mới điểm danh. Nói bữa nay có anh em nào thoát ra được cái hội sợ vợ chưa? Bữa nay đó tay nào mà nói là không sợ vợ đó là đưa tay lên. Có cái ông này ta nói nghe 6 ông đưa hết trơn rồi, còn ông này ông không đưa tay lên. Nó nguyên nhân nào, ông có cái bí quyết nào mà tại sao mà ông không sợ vợ? Nói đâu phải không sợ mà tại ngày hôm qua vợ nó quánh rồi, hai tay nó liệt rồi. Thành ra đưa lên không được. Hôm qua bị bà vợ bà đánh hai tay là liệt, thành ra đưa tay lên không được. Ở xứ tôi có cái bà vợ này, bà con của võ sư cho nên bà đai đen đó, tới chừng mà lập gia đình có ông chồng. Mà hãy mỗi lần ông đi về đó là ông bà là sửa sạn quýnh lộn với bà, mà quýnh lộn đó, mỗi lần quýnh bà đó, bà quýnh bà đè bà đập muốn chết gì đó, mà ông nằm dưới mà ông cứ chết mày chưa. Ở sớm đó người ta sợ, ta chạy lại sợ đó là bà đập, ổng đập bà chết đi. Ta chạy lại thấy đó ổng nằm dưới bị đánh mà cứ bà chết bà chưa. Vậy bây giờ nghe, nhất chuyến này đó tôi nói không phải nói là tôi á, đòn của mình đó ha, là chuyến này về tôi sẽ tặng cô bác anh chị em mình mỗi người cái huy chương hết. Một là cô bác chúng ta lên đây hổm gài đó là mình ăn chay giữ trọn vẹn cho đến ngày về. Hai là cúng lại nè. Ba là ở nhà tôi không biết làm gì làm, nhưng mà vô hang bữa nay niệm Phật dữ lắm luôn. Hồi nãy ở dưới hang cân công đức, không biết có cô nào bị kẹt chứ. Không biết có cái cô nào bị kẹt chứ mà tôi đi xuống dưới thôi. Tôi nghe ông này ông nói, niệm Phật đi con. Mà nghe bà kêu niệm Phật hoài vậy đó, mà bà kia bà niệm Nam Mô Di Đà kẹt không ha. Bữa nay tôi xin công bố với cô bác anh chị em mình, đoàn của mình đi đó là 70% là bên nữ, chỉ có 30% bên nam thôi. Mà bên nữ mình kỳ này thua là cái chắc. Bởi vì sao? Bữa nay đó hai người bị kẹt toàn là bên nữ không. Không, mà tôi nói vậy có quan không mấy chị? Bây giờ về chuyến này đó, mấy chị mình gắng tu á, cho nó giỏi thêm nữa nghe. Chứ chuyến này là thua bên nam mấy tôi rồi đó.
bên Nam tụi tôi ít thiệt, mà đi lên rồi á tôi hỏi thăm từ người, tôi sợ có bị kẹt cái chết tôi liền á. Tôi lên tôi hỏi thăm sao chú, đi khỏe re luôn. Hỏi chú sao đi chưa mà sao chú đi khỏe re luôn, mà người nào cũng khỏe re hết. Thậm chí tới có đứa cháu nhỏ téo đó mà nó đi công nhận đi cảm giác mạnh thiệt chứ. Trời ơi, mới có 8 tuổi rồi mà nó đi cảm giác mạnh thiệt chứ. Vậy bây giờ đó, chiến này đó là tôi xin công bố là bên Nam của tôi mặc dù ít nhưng mà thắng. Phải không? Đồng ý không? Tảng sáng qua hang mẹ đẻ hang 13 đó là kể như đó là bị kẹt cũng bên nữ. Rồi tới chừng chiều này về bên hang công đức bị kẹt cũng bên nữ. Trời ơi, ở bên nữ đó theo lẽ cái hang mẹ đẻ đẻ con quen rồi, rồi thành ra đó đi ra cái này còn dễ hơn bên nam nữa. Mà đàn em người ta không có đẻ. Đây, từ đây đó là tới 10 bữa nữa tôi sẽ nghe ngóng cái bên nam của tôi. Tôi sẽ gọi điện xuống tôi hỏi thăm nữa. Thử coi về đó nghe, mà bên nam tôi mà chiếc này đó về mà phát đâm đó 5-7 ông một cái đó, chiếc này đó tôi mà không nở lu mũi mà lên mặt đó đừng kể đó nghe. Tôi không biết bên nữ mấy chị sao chứ bên nam tôi là tôi thấy chắc cú rồi đó. Đi lên đó 2-3 ngày nay mà không uống một miếng rượu, không có gớ một miếng đồ mặn nữa, đi vào khuôn khổ quý cô bác. Cây kiển hồi để ở ngoài đó nó không có giá trị, mà nó mọc nhánh tùm, nhưng mà cái người á, thợ kiển người ta biết, đã đưa vào trong chậu rồi, người ta cắt nhánh đâu đó ngon lành là vài chục triệu đó nghe. Phải không? Vậy thì bây giờ đó tôi không biết làm sao chứ bên nam của tôi chiến này là tôi thấy là có lý rồi đó, chất lượng rồi đó quý cô bác anh chị em mình. Có cô này cô nói đó, chưa đâu, để 3-4 bữa nữa ha biết. Còn cái cô trẻ trẻ này cô nói hên xui. Cái tớp nam mình tôi thấy chiến nào, chiến này đó là người nào cũng mặt mày sáng rỡ hết rồi, là tôi thấy đó là trước mặt đó là tôi thấy đó là ngon, là tôi thấy ngon. Phải không? Còn hên để 10 bữa nữa rồi tôi gọi điện rồi tôi hỏi thăm rồi hả tính sao. Thấy không? Chứ chiến này là bên nam tụi tôi mặc dù ít nhưng mà thắng rồi đó. Đi đâu đó là xui rồi đó, thận bờm mà xui gió rồi đó. Đó, vậy thôi bây giờ, cái thứ nhất, bây giờ tôi trình bày ba mục cùng cô bác anh chị em mình đó là tôi gom gói gọn lại nha. Cái thứ nhất, tu được hay không? Bây giờ cô bác anh chị em mình nói tôi bây giờ tôi mần ruộng tôi tu được hay không? Cô bác mình thấy mần ruộng chừng nào dễ tu hung nấy. Thầy nói ta là gì nè? Thấy chưa? Ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cài cố cũng. Cũng chuyên tu hành xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh tánh lành trao chia. Gắn công trì niệm sớm khuya, thân ti còn tục tâm lìa cõi mê. Đợt rồi tôi đi tôi nói vậy, có cái anh này anh nói vậy, bây giờ mình mần ruộng mần nương mà lỡ á, sâu mọ nó ăn rồi mình xịt nó đó, như vậy đó làm sao mình tu đây chú bảy. Tôi nói không có sao, mình là người tại gia cư sĩ, cho nên cái cố tình sát và vô tình sát hai cái nó có nhẹ và có nặng. Tội vô tình lực còn dung thứ, tội cố tình là lực sử không tha. Cũng như bây giờ đó, lỡ cái con vật gì đó mình đi mình lỡ là mình đạp nó chết một cái, cái đó tội nó nhẹ, mà mình cố tình mình rước nó đó, mình đập nó đó, cái đó có phải là tội nặng không quý cô bác? Nặng. Vậy thì bây giờ đó, ông trời ông mưa qua một đám đó, nếu lợi lạc cho cái này thì phải hại cho cái kia.
Ví dụ như bây giờ đó, lâu lâu mà nắng hạn gì nè, mà ống mưa qua một đám, có phải cốc nhái ẩn ương đồ này kia đó, nó mừng nó la nha, quên quang, nó hỏi sáng đêm phải không? Vậy bây giờ cốc nhái nó mừng, nhưng mà mấy con kiến nè, mấy con mối nè, nó có mừng không? Xin thưa, nó chết, nó trôi một cái, gãy cánh hết trơn luôn. Vậy ông trời, ông mưa qua một đám đó, những cái người người ta xạ lúa đó, phải người ta mừng không? Mừng. Mà mấy cái người phơi lúa đó, người ta chịu không? Không chịu. Những cái người mà người ta làm nhà nông đó, là người ta thích đám mưa, mà mấy người buôn bán đó, người ta chịu mưa không? Mưa nó ế. Vậy thì bây giờ đó, sửa sạn mà mình đi xịt thuốc đó, mình làm ơn báo cho nó hay. Cũng như bây giờ sở dĩ mà ông trời mà ông mưa xuống một đám đó, mà mình không có buồn ông được đó, là ông gầm. Trước khi mưa đó là ông dần vũ, rồi ông gầm nha. Hum, hum. Ông gầm để cho ai đó nhà cửa mà dột đó sửa sạn đặng lợp lợi. Ai có phơi lúa, ai có phơi củi đó sửa sạn đặng hốt vô. Phải không? Tới chừng ông bước xuống đám mưa là lúc đó là không có trách ông được à. Vậy bây giờ đó mình làm ruộng làm lúa đó, sâu mọ hay là cái gì đó, cô bác anh chị em mình gắng cố gắng á, sửa sạn ngày mai này xịt thuốc đó, cô bác anh chị em mình đi gảo một vòng, mình công bố báo cho nó trước đi. Ngày mai này là tới bữa xịt rồi đó nghe. Vậy bây giờ đó, nếu con nào có duyên sâu cùng với Phật Pháp thì quý vị hãy tránh chỗ khác. Rất là nhiều những anh em mình làm cái đó là màu nhiệm. Nguyên một ổ kiến nó đóng ở trên ngay chân cái giường hộp quý cô bác. Quý vị nói tôi bây giờ tôi tu rồi mà làm gì đó là làm kẹt, hư cái giường hộp tôi, tiền bạc không có mà tôi ngủ rồi bị cắn rồi làm sao đây. Bây giờ tôi báo cho quý vị mình kéo đi chỗ khác chứ đừng có phá chỗ tôi ngủ nữa. Nếu không ngày mai là tôi chế dầu lửa à. Vậy đó mà nó nghe nó ngày mai là nó dọn đi chỗ khác hết đó cô bác. Nó cũng có tánh linh đó chứ không phải chuyện tầm thường đâu. Phải không? Tất cả muôn loài vạn vật đều có tánh linh. Hễ lâu lâu mà trời nắng đó mà nghe đó, cốc nó nghiến răng, ếch nó kêu cái là trời sắp sửa có mưa. Phải không? Lâu lâu cái chim én nó dày đòn từ ngoài biển mà nó bay vô đất liền là biển sắp sửa động. Trời mà đang nắng gì đó mà mối nó bay ra xà xà lạnh chút xíu có mưa. Kiến tự nhiên nó dày đòn mà nó kéo lên trên cao là trời sắp sửa có lũ lụt. Cho nên nó đều có tánh linh hết trơn quý cô bác anh chị em mình. Vậy bây giờ đó, cái thứ nhất đó cô bác anh chị em mình nè, cái người mần ruộng đó mình vẫn tu được như thường. Cái thứ hai, nó bây giờ tôi nghề buôn bán được không? Được. Bây giờ thầy nói việc bán buôn phải giữ gì nữa? Việc bán buôn phải giữ ngàn cân cho tập lánh lận lường cháo đấu. Vậy bây giờ coi chừng á nghe quý cô bác. Mình đem ra chợ mình bán buôn lường cân cháo đấu, cân già, cân non, dạ thiếu, dạ đủ. Mình làm về đó, chồng mình ăn miếng nè. Con mình ăn miếng nè. Nhưng mà tới cái tội đó ai lãnh? Cho nên thầy nói thấy tăng chúng sầu bi dạ mổ, kệ khuyên trần nước đổ lá môn. Khắp cùng làng xóm hương thôn, vì khôn quá thế nên tồn. Vì khôn quá thế nên tồn lại ngu. Mình làm này đó cái tội mình lãnh, mà chồng ăn miếng, con ăn miếng, mà cái tội mình gánh một mình. Thôi không nên làm ba vụ này quý cô bác anh chị em mình. Rồi bây giờ đó có một số mấy anh chị em mình nói bây giờ tôi bước vô, bây giờ tôi làm thầy giáo giáo viên, dạy học tu được không? Được. Thầy nói giáo viên các sở các thầy, hãy nên tỉnh ngộ tập rài lòng nhân, giúp đời đừng đợi trả ơn, làm tròn bổn phận hay hơn bạc vàng. Vậy thì bây giờ cái dạng nào cô bác anh chị em mình tu cũng được. Nhỏ tu được không? Được. Thở ít tuổi ấy là thời thơ ấu ơn mẹ cha dạy dỗ lúc nâng niu. Lớn lên rồi cần giữ lấy quy điều của Phật Thánh dạy người chung lẫn hiếu. Giàu tu được không? Được.
Thầy nói những người hữu phước giàu sang mau mau làm phước làm do cho rồi. Để sao khó đứng khôn ngồi thương nhà tiếc của biết hồi nào nguôi. Rồi nghèo tu được không? Được. Nghèo thầy nhan bầu nước đai cơm ti cơ hàng mà được danh thơm hơn phú quý ngồi ôm bả đợi. Vậy bây giờ cái dạng nào cô bác anh chị em mình cũng tu được hết trơn phải không? Cái dạng hung dữ ngổ ngang tu được không? Thầy nói được. Dạy khuyên những kẻ ngổ ngang rồi biết câu. Biết câu lục tự dình đàn tứ ân. Phải không? Vậy thì bây giờ cái dạng nào cô bác anh chị em mình cũng tu được hết. Qua cái thứ hai mình tu kịp không? Bây giờ mình kịp là kịp với cái gì? Kịp với tử thần gõ cửa. Vô thường mà nó tới với mình rồi sợ lúc đó đó mà mình chưa tu đó, lúc đó mới nguy đó quý cô bác anh chị em mình. Bạc vàng con vợ cửa nhà ơi, sáu món lâm chung để lại đời. Quỷ dắt linh hồn đâu dễ độ, tu hành cho kịp lúc còn. Còn hơi. Tức là cái lúc mình còn hơi thở mình gắng cố gắng mình tu. Chứ để tới cái lúc đó gần chết rồi đó, mình mới lần chuỗi hộp thì nó muộn. Đến tội rồi mới hối là muộn màng. Chi cho bằng ta sớm lo toan, dình với lực nghe kinh trọng Phật. Thì đến lâm chung quả lành đâu mất mà cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Phải không? Vậy bây giờ đó là cái thứ hai, tu kịp hay không? Kịp cô bác anh chị em mình. Bây giờ cái thứ ba là phương pháp tu. Bây giờ phương pháp tu hồi nãy tôi có trình bày nói với cô bác anh chị em mình đó. Yêu cầu về chuyến này đó cô bác chúng ta giữ làm sao được trọn bốn điều thôi. Một, hàng bữa cô bác chúng ta đã có cúng lại rồi. Nhớ mỗi buổi chiều mình về mình chuyến này lo cúng lại. Cái thứ hai, sau khi cúng lại xong rồi cô bác anh chị em mình gắng cố gắng lo niệm. Niệm Phật. Mình ở đây cũng có niệm Phật. Trên tuyến đường đi mình có niệm Phật. Chung với hàng có niệm Phật. Sẵn trớn đó về cô bác anh chị em mình gắng cố gắng lo cúng lại rồi bắt đầu lo niệm Phật. Qua cái thứ ba, hồi nào giờ mình làm ác không à? Mà nhất nhật hành ác ác dư, trọn đời hành thiện mà hà ư đủ nào. Một ngày làm ác, ác đâu có dư. Suốt cuộc đời làm thiện mà thiện chưa thấy đủ. Cũng như suốt cuộc đời mình mà mình làm đẹp đó mà vẫn chưa hoàn hảo, mà mình muốn xấu đó một chút xíu à. Phải không? Cái mặt mình sửa đó 4 năm mà thấy chưa có hoàn hảo, mà tới chừng mình muốn cho nó xấu đó một chút xíu à. Lấy cái dao làm ghẹt 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 làm chút xíu à. Phải không? Muốn cho giàu á thì lâu, mà muốn cho nghèo dễ ở, ăn chơi chừng 1-2 bữa là rồi rồi, phải không cô bác anh chị em? Phải không? Vậy thì bây giờ đó, ăn chay nè, cúng lại nè, ba đó là làm lành. Làm lành. Về nhà hồi nào giờ mình suốt cuộc đời, cả cuộc đời mình đi lo làm ác, làm này làm kia không. Bây giờ Đức Phật chỉ để là còn có 4 câu vỏn vẹn thôi. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Tức là làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả những điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Ấy là lời của Phật dạy. Cho nên á, thầy nói đục trong 4 cuốn ngọn ngành, khuyên đời trao kĩa chữ, trao kĩa chữ lành cho xong. Vậy bây giờ cái lành nó có 3 lành. Một là ăn lành, là về mình ăn chay đó. Hai là mình nói lành, nói những điều đức hạnh hiền lương, chớ thêm bớt mà mang tội lỗi. Đôi khi đó là con mà mình lộn ngôn. Cô bác mình thấy đó, có khi nào đó mà con mà đẻ ra cha với ông nội không? Mà có. Bữa đó có cô này, cô mới có 30 mấy tuổi à, mà cô quay qua cô nói với tôi, cô nói anh Bảy biết không, tôi hồi đó tôi đẻ cái ông nội này nè. Tôi đó tôi đẻ cái ông nội này trần thân lai khổ. Còn má này nữa nè, đó tôi gặn muốn chết luôn. Nuôi trần thân. Vậy bây giờ thầy nói những câu trên toàn là rồng rạc những đàn bà khe khắc cháu con. Kể từ nay phải giữ cho tròn không chừa, dứt ác mang tay ách. Lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra phải đoan chánh hiền từ. Tích thiện thì thường có phước dư, bằng tích ác là quả ương đeo đắm. Bây giờ tôi đố cô bác anh chị em mình nha. Tại sao cái đầu của mình đó
lỗ tai nó hai lỗ, con mắt nó hai con, lỗ mũi nó hai lỗ, mà cái miệng con cái một hả? Và tôi nói gợi ý thêm cái nữa, có mấy chú mấy anh mình tính sao nghe. Nguyên nhân nào đó mà con mắt mình hai con mà nó phải nằm hai bên? Tại sao hai cái lỗ tai của mình mà nó cũng phải nằm bên đây với bên kia, tức là một bên trái và bên phải? Còn lỗ mũi mình cũng vậy nữa, mà cái miệng con cái một hả? Thử hỏi con cái một ta chịu còn không nổi nè. Nó hai cái nữa là chết luôn á. Cũng do nó không mà mấy thằng kia nó khổ không biết bao nhiêu, phải không? Do thằng miệng không đó mà cái thằng lỗ mũi này nó xịt máu cam hoài nè. Bị gì nó chửi người ta, nó nói người ta đó, người ta đâu có đánh ngay chân cái miệng của nó đâu mà người ta quất vô cái lỗ mũi. Cũng do cái thằng miệng này mà hai con mắt nó bầm xanh hoài nè. Rồi cũng do cái thằng miệng này nè mà hai cái lỗ tai nó nghe lời cay tiếng đắng hoài nè. Nó chửi người ta đã đời tới chừng người ta chửi lại cái miệng nó có nghe không? Bắt cái thằng lỗ tai nghe. Vậy bây giờ đó, ông trời ông đặt để cái đầu mình đó, con mắt hai bên là để một là mình nhìn những cái gì tốt mình làm theo, những cái gì xấu xa mình chiết bỏ. Tai mình cũng vậy nghe, nghe là phải nghe hai bên nè, chứ không nghe một chiều à. Không có nên nghe một phía à. Tai nghe chi những câu ái ố của lòng từ bi chớ cố lời dèm. Cho nên mình nghe phải nghe hai chiều, phải nghe bên đây rồi nghe bên kia nữa, chứ đừng có nghe một chiều, không nên. Còn cái lỗ mũi mình cũng vậy nữa. Thử không phải thử cái thơm không, mà cũng phải thử cái húi húi nữa. Không mà có không biết cô bác anh chị em. Cái hôm thì nó thử không nói chi, mà cái húi nó cũng thử nữa. Mấy cái bà mình ở miền quê đó, mà đi cấy lúa về đó nha, nó nhét bà cái đất trong mấy cái phé đó. Tới chừng nó lấy ba cái cây á, là cây tăm đó mà xỉa ra đó, biết cái này nó húi rồi đó mà cũng... Phải không? Rồi tới chừng mà khỉa ra cái thứ hai, không biết cái đó là húi nữa sao mà cũng thử nữa. Phải không? Cái đầu biết nó vậy rồi đó mà cái thứ hai thử cũng húi nữa. Vậy thì bây giờ đó, gẫm lại cuộc đời đó quý cô bác anh chị em mình đó, mình trao sữa cho mình đó, là cái đó là cái dở. Tôi nói đó, tôi không có cần sửa soạn đẹp, mà ai sửa soạn sẵn tôi nhìn nè, nó lời hơn, khỏi tốn tiền mà mình được nhìn đẹp. Tôi không cần sức dầu, sức dầu mình mua làm chi cho tốn tiền, người ta sức mình thơm. Không mà phải không? Mình dọn mình đẹp, mình đâu thấy mình đẹp đâu, người ta nhìn mình mới thấy đẹp không hả? Thấy chưa? Vậy thì bây giờ đó, con mắt mình mà để phía trước là để cặp mắt mình lúc nào cũng nhìn và tiến tới phía trước. Tai lúc nào cũng phải nghe, mà cái miệng mình đó, sở dĩ có một cái đó là ông Phật, ông trời đó, ông đặt định như vậy là để cho mình ít nói mà nghe nhiều, ít nói mà nhìn dòm nhiều. Mình nhìn đó là nhiều, nghe ngóng nhiều, mà mình nói hơi ít lợi chút. Cho nên cái người ta hai cái không, mình cái một hả? Ít hơn người ta, cho nên nói ít chút. Khẩu nghiệp của các trò là nặng nề hơn hết với cô bác. Nói tới, nói lui, nói xuôi, nói ngược, nói được, nói không, nói chồng, nói vợ, nói cái gì cũng do nó mà ra. Cho nên thầy nói xưa Đức Thánh lẫn bạn,
cái lưỡi. Ngài nói rằng các việc tại tại mày, thuận với hòa hay ghét với gầy cũng cái lưỡi làm thầy. Làm thầy các việc phải kiếm cách đặng ta trừ tiệt, lấy tinh thần làm chủ mới màu, mà cũng chẳng nên theo thói võ hầu, thấy chẳng nói mà nhăn mà nhượng. Rồi hãy liệu sức chớ nên nói bướng, dù việc chi liệu lượng mà làm, phải không? Vậy bây giờ về mình nói, một là mình ăn lành, hai là nói lành, còn ba là làm lành. Mà nếu mình ở hàng ngày đó, mình ăn lành, mình nói lành, cái tư tưởng mình lành, có bao giờ cái tay mình làm ác không cô bác? Có không? Cái miệng mình niệm Phật có khi nào cái tay mà mình đưa lên gì không? Mà hễ cái miệng mình niệm Phật là cái tay mình phải chấp gì? Mà hễ cái tay mình chấp gì có bao giờ mình chữ thề không cô bác? Không có. Cho nên nó cái miệng và cái tay mình, cái tư tưởng, cái lời nói và cái hành động, nó đi đâu với việc làm của mình với cô bác anh chị em? Đó, vậy thì bây giờ đó mình về nhà mình gắng cố gắng mình làm lành. Cái thứ ba nữa đó, mình gắng cố công năng mình giữ giới. Giữ giới là mình dẹp bỏ cái gì đó mình thấy không cần, tuyệt bỏ lần lần. Để thôi mình tu thời gian sau mà. Có hàng người tu sớm chiều đi dạo quán, hàng năm chi than hút thuốc cán uống cà phê, tu vẫn còn mê. Chưa chưa. Tiền không bổ thí mà đem xa xi, giúp đỡ cho người nguy, tì 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 tì. Chưa chưa. Tu vẫn còn ghiền, số đuôi kiện thiệt, lòng ham chỉ siết, tu hỡi là tu, tâm chỉ mịt mù. Tu không giữ giới làm sao tiện tới, tu đắc Phật tiên mà đắc thành ghiền. Người ta tu cái mặt sáng trưng, còn này tu thời gian sau á, cái môi nó sạm xì, con mắt nó chởm lơ, lỗ mũi nó xẹp lép là kể như thua. Phải không? Vậy thì bây giờ đó, tu mà giới lực không hành, tu cho đến chết không thành Phật tiên. Tu mà giới lực giữ nguyên, tu cho đến chết chúng khiên ra gò không ân ích. Vậy bây giờ các anh mình, nếu chuyến này đó về đó mà mấy anh mình đó ha, mà có ai mà bỏ rượu được đó, gọi điện lên tôi sẽ tặng một bài hát. Bài hát được mang tên là Anh Sẽ Bỏ Rượu Em Ơi. Tặng trước luôn, tặng trước luôn, khuyến mãi luôn. Rồi cho cái máy lên, tặng trước cho mấy anh luôn. Đây, bắt đầu nói trước rồi làm sao. Rồi, rồi tôi tặng cho bên nữ cái bài Lòng Dạ Đàn Bà. Đây, tôi sẽ tặng cho bên nam mình bài hát được mang tên là Anh Sẽ Bỏ Rượu Em Ơi. Về lần này em ơi, anh phát tâm xây đời thắm tươi. Từ nay quyết lo tu hành, anh không còn đêm ngày say xỉn. Giờ em thì yên tâm, tình chúng ta đau sầu đã qua. Anh nguyện rằng sẽ thủy chung cùng em. Giờ khổ đau qua rồi, chúng ta đắp xây niềm vui tì 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 tì. Chưa? Ngày mình về bên nhau, em khổ đến hôm nay, anh đã sinh sai ly bì, còn gì đau hơn. Anh chẳng chút thâm ơn, dòng tổ vừa qua, anh nắng vàng đang mơ màng, anh quý nàng gặp đôi ngày xưa. Thư lỗi cho anh sẽ nguyện rằng từ nay cố gắng lo tu,
không còn sai xin. Thôi hư sinh chưa anh đáp vừa lòng em. Mãi mãi muôn đời ta không rời bên nhau. Em vững lòng tin anh. Quá wow, nghe nói bài này rồi mấy chị mình quá mừng à. Mấy anh mình mà phát tâm mà bỏ ruộng cái về chị này, mấy chị quá mừng. Còn mấy chị mình chuyến này đó đi về gán tu đặng mà chuyến sau đi chung đừng có mắc kẹt. Đi chuyến sau chung hang đừng có mắc kẹt. Về gán cố gắng lo tu gì đò chiều kiến chót. Trước khi dứt lời tặng mấy anh mà không tặng mấy chị không được. Tôi sẽ hát tặng mấy chị mình và mấy cô bài đò chiều kiến chót. Đò chiều đưa rước nơi trần gian, ôi lầm than muôn ngàn khổ não. Sống trong thế gian vô thường, xót thương chúng sanh vô cùng. Luân hồi phải chịu lầm than, thế tôn đớn đau vô cùng. Thấy cảnh khổ đâu an lòng đăng, nên thuyền từ bi phải sông và tiếp dẫn khách dương trần. Dù phải lao thân chịu khổ muôn phần, đã đến lúc thời kỳ pháp nạn nên đức thầy chấp nhận hy sinh. Trăm đắng ngàn cay chịu khổ riêng mình, quyết đưa chúng sanh hưởng cảnh thái bình an lạc. Ngõ lời khuyên nhân lỗi khắp gần xa, mau thơm thức tỉnh xuống thiền đo chiều chiến chót. Thời gian tôi qua như là mộng quyển để trái hà ngoan sớm lùng mau tàn. Mau kịp lo tu đặng cánh thanh nhàn, vì đây là thời kỳ ẩn xa diệt lôi giảng tìm kiếm con tiên. Nở hồng trần túc trái tiền khiến ta quyết dẹp cú nàng dương thế. Mau thức tỉnh tu thân người ơi kẻo trễ, để kịp khi thầy mở hội long qua. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đã hơn 25 thế kỷ, ngày 18 tháng năm, thầy thừa dân sắc lệnh cứu đời, mạng trong chờ ba tánh thành thơi. Một ngày kia kiến diện Phật trời, đã sắp đến ngày tàn lũng nguy cơ, mà sao ba tánh lại lẳng lơ. Đợi nước đến chân em ơi nhảy đùng, nhảy đùng ác phải lọt ngoài sâu. Ai biết nghe hại sớm tu hành, mà thoát khỏi quả tai ương, vì muôn thu thiên định có một lần. Nếu chẳng chờ e trễ kỳ thi, thuyền
đã mấy lượt sáng sông sao khách trần gian còn say ngủ. Để cho tiếng từ bi phải nức nở gọi kêu mời. Vì thương xót chúng sanh thầy không thể xa rời. Ôi cảnh khổ thảm chiều mai sẽ đến, sao vẫn còn triệu mến trần mê. Mắt nhìn ngoại quốc thảm thế, Nam bang cảnh khổ cũng kề bên tay. Hoàng cầu trái đất kiện xây gớm ghê, cho chúng phải chịu phơi thay muôn ngàn chuyện cho hót đò chiều ở mãi nơi trần gian. Cuộc đời phải lầm than, nếu ngày nay không có tu, đời sẽ sống trong ao tù. Sao người trăm trẻ bê tha, không còn kịp nữa. Chiên chót đò chiều ở mãi nơi trần gian, cuộc đời phải lầm than. Thuyền cập bến còn chờ chi nữa, hãy nhanh chân kìm cánh thanh nhàn. À tủ mau kèo trề muộn mang, vô thường chẳng đợi mà thời gian. À ơi không chờ, nhanh chân nhẹ bước xuống thòn. Đò chiều chiến chót rước toàn người tu. Dạ. À, hát tặng mấy anh đó là mấy chị rất là vừa lòng. Rồi tôi hát tặng cho mấy cô với mấy chị, mấy anh cũng nở một nụ cười rất là tươi. Giải chiến này đó mình hai điều. Phải không? Bên đây đó là gán chiến này về tu xiết, bên kia về chiến này ráng phát tâm. Hai bên đó tu cho rõ mối quyền thâm, quy đầu Phật Pháp là khỏi lâm tai nạn. Quy Tam Bảo là khỏi đọa tam đồ. Vậy trong buổi tối hôm nay chúc cầu cho cô bác anh chị em chúng ta nghe những lời châu tiếng ngọc của Đức Thầy để đem vào trong tâm, kết vào trong trí để hành đạo, giúp cho gia đình chúng ta được cuộc sống hạnh phúc an lành. Và hẹn lại buổi sáng sẽ gặp nhau trong môi trường đạo đức để đệ thiện có vài lời để gửi gắm cô bác anh chị em mình trước lúc chia tay. Và trong buổi sáng đệ thiện sẽ hát lại cô bác anh chị em mình nghe bài kỷ niệm của buổi chia tay. Rồi giờ này xin được dứt lời và chia tay cùng với cô bác anh chị em mình để cô bác chúng ta còn ngơi nghỉ.